Xin chào anh em. Hôm nay Kplus.vn lại tiếp tục nâng cấp một chiếc màn hình cho chiếc Peugeot 2008. Đấy, mà cái nhu cầu của bác chủ là muốn giữ gìn màn hình thì tư vấn của bên em thì có nâng cấp cho bác như một cái dòng sản phẩm Android Box. Đấy, cấu hình có cái thiết bị là RAM 4 32. Đấy, bản chất là sẽ giữ gìn, mà bác ấy mua cái dòng Peugeot này thì cũng được tư vấn là không dám động chạm gì đến cái dòng điện của xe, thì muốn quan tâm vào cái thiết bị mà hỗ trợ bác ấy trong cái quá trình di chuyển đi lại đường dài mà cần có rất đường. Thì sau khi mà thợ kỹ thuật của bên Kplus bên em đã lắp đặt xong cái dòng sản phẩm lên chiếc Peugeot 2008 bản mới, bác ấy còn nguyên cả dán này, chưa cả bóc này. Đấy, đây là cái thiết bị màn zin này. Tính năng zin hoàn toàn của xe thì vẫn zin các bác nhé. Đấy, thiết bị Android Box thì có một cái tính năng rất là thú vị, đó là hoàn toàn là không động chạm gì đến cái màn zin của xe. Đấy, thì nó chỉ là tích hợp thêm một cái dòng sản phẩm như này thôi. Và các bác lưu ý là những cái dòng sản phẩm mà có hỗ trợ CarPlay nhé, có hỗ trợ CarPlay thì mới nâng cấp được cái dòng sản phẩm Android Box này. Đấy, nếu mà xe nào của các bác mà đã có cái CarPlay thì các bác có thể là quan tâm cái dòng sản phẩm Android Box. Đấy, để có thể là giữ gìn được cái màn hình mà vẫn có thể trải nghiệm đa tính năng, các cái tính năng thông minh của một chiếc màn hình Android thế hệ mới bây giờ. Đây là cái giao diện phía trong của sản phẩm này. Đấy, bác ấy thì nhu cầu là hay di chuyển, cần dẫn đường. Đấy, mà cái thiết bị này thì hoàn toàn đáp ứng được với cái nhu cầu của bác. Navitel này. Bạn vừa đi chạch lộ trình đã định, rẽ phải. Sản phẩm thì bên em đã có tích hợp cái sản phẩm GPS. Đây, GPS trong xe đã có vị trí và bắt dẫn đường bình thường các bác nhé. Có hiển thị tốc độ này. Ngoài ra ấy, cái sản phẩm này có cái tính năng zin, đó là có thể điều khiển giọng nói được. Đây các bác có thể nhìn này. Đây nhá, các bác cái phím điều khiển giọng nói này, các bác chỉ cần điều khiển giọng nói ở đây là có thể dẫn đường được này. Bấm một cái này, dẫn đường tới Hồ Tây. Đấy, khi mà các bác chỉ cần bấm một cái dẫn đường, ngay lập tức thì nó sẽ điều hướng các bác dẫn đường tới Hồ Tây với cái cung đường dẫn đường ngắn nhất qua cái thiết bị là Google Map. Về hướng Đông Bắc. Đấy, sau đó rẽ trái. Các bác có thấy là tuyệt vời không? Chỉ cần một cái phím bấm nhá. Các bác có thể là muốn nghe nhạc này, các bác có thể điều khiển mở cái máy nhạc này. Mở video nhạc sàn remix. Đây, mở video nhạc sàn thì các bác có thể chuyển ngay sang nhạc sàn nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Các bác mà muốn nghe cái dòng nhạc trữ tình hay nhạc bolero như kiểu bác chủ xe thì cũng là người có tuổi, thì các bác có thể nghe nhạc trữ tình thì có thể là bác mở video nhạc trữ tình này. Mở video nhạc trữ tình. Đấy, thì ngay lập tức là sẽ ra ngay một cái video nhạc trữ tình để các bác trải nghiệm. Đấy, mà hoàn toàn là qua cái khiển vô lăng zin. Đấy, không cần phải tác động trực tiếp vào màn hình mà các bác vẫn có thể điều khiển giọng nói giống như một chiếc màn hình Android thông minh hiện nay. Đấy, mà cái điều quan trọng nhất là giữ zin được hoàn toàn cái thiết bị màn hình zin theo xe. Đấy, không động chạm gì đến các cái tính năng zin và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái chế độ bảo hành theo hãng của xe. Đấy là cái điều mà bác chủ rất là quan tâm. Đấy, ở phía ngoài này các bác nhìn này, đây này, giao diện phía ngoài này. Khi mà các bác muốn trở về zin thì các bác muốn chuyển sang cái chế độ điều hành zin ấy thì các bác chỉ ấn nút thoát ra này. Đấy, thì ngay lập tức sẽ chuyển sang cái chế độ zin của xe này. Đấy, không động chạm gì nha các bác nhá. Nhưng mà nếu mà các bác mà đang lại muốn quay trở lại cái hệ điều hành Android ấy thì các bác chỉ cần ấn lên cái nút này thôi này. Đấy, thì ngay lập tức thì nó lại trở lại cái hệ điều hành Android. Đấy, rất là nhạy. Đấy, giao diện phía trong này. Đấy, các bác có thể là nghe nhạc ở qua Zing MP3 hay là của YouTube Van thì có một cái ưu điểm rất là hay là khi các bác nghe nhạc
khi bạn thoát ra thì nó sẽ không bị mất nhạc. Đây, ví dụ em có thể thoát ra này, trở về giao diện Zin mà nhạc không mất các bác nhé. Đây, thoát ra nhá, các bác thoát ra này. Đấy, vẫn nhạc nghe bình thường các bác nhá. Đấy, chứ không mất nhạc đâu các bác ạ. Đấy, khi các bác quay trở lại này, quay trở lại cái giao diện này. Đấy, rất là tuyệt vời. Những bác nào mà có cái thiết bị và hỗ trợ CarPlay thì các bác có thể liên hệ qua bên em. Bên em là carplus.vn thì chuyên lắp đặt nâng cấp những cái dòng màn hình Android thông minh và các cái hệ thống Android Box mà giữ zin màn hình zin xeo xe như thế này. Đấy, địa chỉ của bên em ở ngõ 156 Võ Trí Công và bên em hỗ trợ lắp đặt ở khu vực Hà Nội. Các bác có thể là ấy thì bên em sẽ cử nhân viên đến lắp đặt tận nơi cho các bác với cái chế độ bảo hành từ 1 năm đến 2 năm tùy theo các cái sản phẩm từ Android Box đến màn hình Android. Đấy, bên em là chuyên đơn vị là chuyên phân phối những cái dòng thiết bị thông minh nâng cấp trên xe với cái đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Đấy, các bác mà ủng hộ thì có thể like kênh và subscribe cho kênh của bên em thì bên em sẽ ra rất là nhiều những cái video bổ ích và thiết thực cho các bác. Đấy, cảm ơn các bác nhé, có gì thì các bác ủng hộ bên em.